Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án robot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để được những giảm mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình IRO của dự án Position. Đây là một cái chương trình IRO để kỷ niệm sinh nhật của nền tảng giao dịch Position. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video và link thì sẽ dẫn trực tiếp các bạn đến với cái phần này. Các bạn có thể ấn vào nút join now để chúng ta bắt đầu vào chương trình quay số, hoặc là các bạn có thể chú ý ở phía trên nó có phần position đây, đúng không ạ? Chúng ta ấn vào cái nội dung này thì nó sẽ ra được cái sự kiện này. Chúng ta sẽ kết nối ví nhé, chúng ta kết nối ví MetaMask của chúng ta. Các bạn nhớ chuyển sang mạng cho mình mạng BSC. Ta nút xin I am here. Đây là cái sự kiện của nó này. Trong cái sự kiện này thì nó sẽ có tổng pool giải thưởng là 100.000 đô. Đó, với các cái nhiệm vụ và các cái nội dung quay số thì mình hướng anh em đến chương trình quay số thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình quay số thôi nhé. Đây, giờ mình sẽ cùng với chúng ta, các bạn chúng ta sẽ tiến hành quay số. Đây là lottery. Cái này thì anh em không chơi rồi. Lucky Posi. Đấy, chương trình Lucky Posi chính là cái chương trình chúng ta tham gia. Thế anh em lưu ý là không nhầm là cứ 1 giờ để quay số 1 lần. 1 giờ chúng ta sẽ quay số 1 lần và min rút tối thiểu là 5 đô anh em nhé. Khi anh em quay được 5 đô thì anh em sẽ được rút. Đấy, giờ chúng ta sẽ tiến hành quay số này. Thì ở đây các bạn ý thấy là nó có những cái mốc giải thưởng này, thêm một vé này. Nhận được 0,5 posi, 5 posi và 10 posi là 1.000 posi. Đây mình sẽ check cái giá trên CoinMarketCap cho anh em xem nhé. Anh em biết ở chỗ chúng ta bán này, chắc là anh em có thể bán ở trên Pancake. Đấy, Pancake hoặc là một số sàn giao dịch hiện nay cũng đang nít. Ví dụ anh em bán ở trên Max nhé, rồi trên Pancake Swap hay là các sàn giao dịch đó, thì đều nít cả anh em nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay số đã, xem được bao nhiêu rồi tính. Chúng ta sẽ ấn nút đăng nhập này. Đó. Not. Cái này tức là không được gì anh em ạ. Cái này không được gì, chúng ta sẽ ấn vào request để chặn lại. Ở đây thì anh em thấy là cái danh sách những người mà chúng ta thể hiện liên tục ở trên đây này. Nhận ticket này. Rồi nhận posi hiện lên trên đây. Tổng số kiếm được là 55.000 này, này. Anh em thấy này, nó sẽ hiện liên tục trên đây nhé. Và ngoài ra thì anh em nhớ là chúng ta có thể tuyển rep. Chúng ta có thể tuyển rep để có thể nhận thêm vé. Đó, thì ở đây thì cái chương trình cái tuyển rep ở đâu nhỉ? Mình đang tìm nhanh em đây. Đây mình chưa có gì cả. Có một cái chỗ để chúng ta tuyển rep anh em ạ. Spin, quay thì mình lại có một lượt quay số đây. Vẫn là slot đúng không ạ? Ok. Mua ticket, đây chúng ta có thể mua với 5 posi để có thể quay số nhiều hơn nhé. Đó. Và các cái cơ hội anh em nhận 10 BUSD, 1.000 posi hay là 20 posi vẫn còn đó anh em nhé. Các bạn có thể chờ lại phần hôm. Mình đang đi tìm cái chỗ để anh em lấy link dev đây. Và không biết là cái chỗ nào nhỉ. Ở đây có phần earn đúng không ạ? Ở đây farm này. Raffle, đây. Raffle đây. Chúng ta có thể set, đúng không? Đây set này. Có phải là link dev ở đây không nhỉ? Đây phần tab. Đúng rồi, anh em có thể lấy ghép từ đoạn này nhé. Từ đây anh em có thể lấy ghép, các bạn dùng ghép chia sẻ về phần tab chúng ta. Đây dưới đây này, lấy ghép này. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình iDrop để chúng ta nhận token position. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.